Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Mấy hôm nay mình nghiên cứu rất nhiều về thị trường, đặc biệt là yếu tố cơ bản. Chính vì thế nên là trong cái giai đoạn vừa rồi trên lớp của phòng nâng cao tiếng Việt với các em Việt Nam á, thì mình có chia sẻ về cái quan điểm của mình về vàng. Thì có như các bạn biết là khu vực này mình có nói rằng mình sẽ không bán nữa, mình sẽ canh mua. Thì các bạn thấy trên đề thì mình vẽ nó hơi phức tạp, nhưng thực tế là cả yếu tố cơ bản thì mình bắt được cây nến này. Thì cả hai cây nến này đều cho thấy một cái mô hình có thể sẽ là đảo chiều của vàng để đi lên. Thì với cái bối cảnh hiện tại là ngày mai chúng ta sẽ có cái sự kiện là hội nghị Jackson Hole, thì thị trường đang trông đợi cái gì ạ? Trông đợi cái sự phát biểu của ông chủ tịch Fed Powell, xem là thị trường sắp tới sẽ như thế nào và ông có nhìn nhận đánh giá gì để có thể đưa ra cái nhận định cho cá nhân mình. Thì bản thân mình với yếu tố cơ bản thì mình vẫn đang view là khả năng Mỹ sẽ chấp nhận cái sự suy thoái, tức là sống chung với suy thoái. Chỉ có điều là Fed sẽ tìm cách để đưa ra cái quan điểm làm sao để cho mọi người coi nhẹ hơn, giống y hệt như là đợt vừa rồi, là khi mà GDP 2 quý âm thì Fed và chính phủ của ông Biden đều có những cái động thái đối với truyền thông là cho rằng là thị trường lao động tốt, tỷ lệ thất nghiệp thấp, nó vẫn đang giúp cho Fed và chính quyền Mỹ hiện tại là điều phối tốt nền kinh tế, tức là họ vẫn kiểm soát được. Nên nếu có suy thoái, có một cái sự chấp nhận về suy thoái ở một vài phương diện kỹ thuật nào đó xảy ra thì nó không hoàn toàn sao cả. Thì cái sự thừa nhận này có thể nó sẽ làm cho thị trường là cảm thấy cái sự lo ngại về rủi ro tăng lên và họ có thể đẩy tiền vào mua những cái sản phẩm mang tính chất trú ẩn như vàng hay là yên Nhật. Thì thực tế là với yên Nhật thì các bạn biết là với GJ hay các cặp đôi GJ, mình đều để ý đến cái phương diện bán hơn là cái phương diện mua. Đó, trừ cặp UJ ra, bởi vì USD vẫn đang còn tăng, nhưng mà UJ hôm qua đã bắt đầu giảm do cái chỉ số PMI quá là thấp của Mỹ. Thì chính vì thế nên là thị trường đánh giá là gì? Đánh giá là cái lo ngại rủi ro là đã bắt đầu có rồi cho các bạn. Chính vì thế nên hôm qua cái lượng mua vàng rất nhiều, và mình may mắn thì bắt được cái cây vàng này. Và hôm nay mình sẽ canh mua tiếp. Đó, với vàng thì mục tiêu có thể trong hôm nay thì sẽ là khu vực này nha các bạn, 1764, đó, loanh quanh cái mục tiêu là ở khu vực đó. Thì đối với mình là đây là một trong chiến lược trong ngày hôm nay, và cái vùng chiến lược chính là cái vùng 1740, 1742 ở khu vực dưới này là cái vùng chiến lược. Nếu thủng 1740 thì thôi, mình sẽ không mua nữa. Ok nha các bạn, đó là cái phương diện đầu tiên về vàng. Và cái quan điểm của mình thì nó được củng cố nhiều hơn. Quan điểm của mình nó được củng cố nhiều hơn đối với các yếu tố cơ bản, nó phù hợp với lại yếu tố kỹ thuật. Tập trung cho lệnh mua vàng trong hôm nay, và thủng dưới 40 thì thôi, chúng ta sẽ không tập trung cho lệnh mua nữa. Đó là quan điểm của mình nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì những cái yếu tố này các bạn có thể nhìn thấy này. Trên H1 thì với yếu tố là cả mây, khi mà giá đã vượt qua mây này thì chúng ta thấy là có một cái mô hình ở đây, có thể về khung thời gian nhỏ hơn cho các bạn. Áp dụng mô hình chỗ này nó sẽ hợp lý hơn. Đó, với M30 thì các bạn thấy là giá vẫn đang nằm trên mây. Thì khi cái thời điểm mà cái trend line này bị phá, nối hai vùng giá mang tính chất giống nhau ở đây là cái vùng cung, thì điều tiên quyết ở khu vực này là cái mức hỗ trợ bắt đầu nó mạnh lên á. Đó được ủng hộ bởi cả MFI nữa, thì giai đoạn này là giai đoạn mua nó sẽ hợp lý hơn. Mức cắt lỗ thì tùy các anh chị và các bạn, nhưng lời khuyên của mình là nếu như giá bắt đầu vượt lên trên 1748 thì chúng ta cắt lỗ dưới 1743, tức là cắt lỗ dưới khu vực này là hợp lý. Xuống đến đấy thì chúng ta xem xét tiếp, nếu thủ 1740 thì dừng lại để xem là liệu giá có về được cái vùng đáy cũ hay không. Nhưng về cơ bản là tiểu chung là hôm nay mình thấy cái này là ok hơn. Đó, còn GJ thì tập trung cho những lệnh bán, thì trong các khung thời gian nhỏ các bạn thấy đó, những lệnh bán nó vẫn phát huy tác dụng hơn. Nhưng sẽ là lệnh bán dài, lệnh swing khi mà cái cấu trúc này bị phá này các bạn này. Đó, tức là mình chờ đợi cái cấu trúc này bị phá này, thì lúc này á, thì sẽ là lệnh swing của mình vào cuộc.
Và nếu điều kiện này xảy ra thì cái mục tiêu của mình có thể nó sẽ còn rất là xa, tức là khoảng 5-600 pip cơ. Đó, dài nha các bạn. Thì điều kiện này với GZ. Còn tương tự là cái chiến lược như thế thì là mình đang canh để mua Yên Nhật nha các bạn. Thế nên mình mới bán GZ và mua vàng nha các bạn. Đây là dấu hiệu cho thấy cái khả năng là cái nhận định của mình đúng là có thể xảy ra nha cả lớp. Rồi, đây mình làm nhanh như vậy thôi để view cho các bạn. Sắp tới mình sẽ làm nhiều cái clip nói về yếu tố cơ bản nhiều hơn nữa, yếu tố cơ bản, yếu tố tâm lý thị trường để view về xu hướng và chúng ta áp dụng vào biểu đồ như thế nào cho nó tốt hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các chị và các bạn trong các clip sau.